Ngọc Vi xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với 6 chữ Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm đã được ông Trần Quang Duật đề cập đến trong chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với những nhân chứng của những người lính mang trách nhiệm bảo quốc an dân qua lời viết của Đại tá Đỗ Ngọc Nhận, tướng thiết giáp Trần Quang Khôi, Đại tá Hùng Già Nhảy Dù và tinh thần đồng đội của những người nhảy dù đã xa vào tay giặc, nhưng vẫn giữ khí tiết hào hùng của người lính quốc gia Việt Nam. Sau đây, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là Trần Quốc Duật, xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 2 của chúng tôi. Thưa quý vị, nhân dịp năm mới, chúng tôi xin mượn lời chúc Tết của Đại tá Đỗ Hoàng Trận chỉ huy trưởng, trường võ bị quốc gia Việt Nam đã gửi đến quý liên trưởng, quý chiến hữu và quý thân hữu như sau: Trước thềm năm mới, chúng ta hãy đoan hứa, noi gương tiền nhân, tiếp nối những sự hy sinh của các chiến hữu, quân dân chính Việt Nam cộng hòa anh hùng, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, góp sức cùng đồng bào trong nước vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, đấu tranh để tổ quốc và dân tộc Việt Nam thân yêu sớm thoát chung và thoát cộng, nhân dân sớm có được tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự đáp ứng khát vọng chính đáng của toàn dân. Chương trình đầu năm kỳ hợi hôm nay mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi là Tổ quốc danh dự và trách nhiệm. Tổ quốc trước khi mời quý vị theo dõi phần trích đọc bài viết của Đại tá Đỗ Ngọc Nhận phát biểu ngày Tết kỳ hợi ngày 27 tháng riêng vừa qua tại Texas. Xin cho phép chúng tôi được sơ lược tiểu sử của vị trí huy trưởng của khóa 21 chúng tôi như sau. Mỗi khóa của trường võ bị quốc gia Việt Nam đều có ảnh hưởng không ít thì nhiều bởi vị chỉ huy trưởng của mình. Thí dụ khóa 16 với đại tá Trần Ngọc Huyến và khóa chúng tôi với đại tá Đỗ Ngọc Nhận. Hàng tuần, ông cho các sinh viên được đào tạo thêm để cho thích ứng với hoàn cảnh và tình trạng chiến tranh của Việt Nam qua chương trình Lý tưởng cán bộ. Qua đó, ông muốn người sĩ quan Đà Lạt sau khi tốt nghiệp được trang bị vững chắc lý tưởng quốc gia. Thế nhưng, chớ chưa thay. Năm 1966, khóa 21 ra trường, ông với cấp bậc đại tá và 9 năm sau, năm 1975, ông vẫn mang cấp bậc cũ đó và bây giờ, mặc dù tuổi đã khá cao, ông vẫn luôn tìm cách hàn gắn những sức mẻ trong tập thể võ bị. Và sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần trích đọc bài phát biểu của Đại tá Đỗ Ngọc Nhận về hai chữ Tổ quốc trong buổi party tại Tách Sát như sau. Việt Nam Cộng Hòa chôn nhưng chưa chết, Cộng sản chết nhưng chưa chôn Kính thưa cộng đồng, với bảo quyền Cộng sản bán nước cầu vinh, độc tài toàn trị, tham ô, ngu dốt, gian ác, hèn với giặc, ác với dân, thì cơ đồ của Tổ quốc để lại đang bị kẻ thù phương Bắc gặm nhấm trên mọi lĩnh vực. Tổ quốc Việt Nam đang bên bờ vực thẳm, rơi vào ách thống trị của Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam khó tránh khỏi họa diệt chủng, như tác giả chính đề Việt Nam đã tiên đoán cách đây 50 năm. Ai cũng biết, chế độ chính trị chỉ là giai đoạn Tổ quốc và dân tộc mới là trường kỳ. Trào lưu tranh đấu giành lại tự do dân chủ lại là, là xu thế của thời đại. Do vậy, bao quyền Cộng sản chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cái quy luật đào thải ấy. Tuy vậy, sự thay đổi đến nhanh hay chậm là yếu tố thời gian tùy thuộc vào khả năng và ý chí đấu tranh của đồng bào trong và ngoài nước. Mặt khác, tình hình quốc tế đã có nhiều biến chuyển và có sức đột phá thuận lợi cho chính nghĩa tự do. Cộng sản Việt Nam tại quốc nội đang trên đà suy thoái, tàn giã nhưng chưa tan. Điểm dựa của chúng là Trung Cộng cũng đang có nguy cơ sụp đổ. Thưa quý vị, trong niềm tin tưởng vào tiền đồ của dân tộc, tin tưởng vào hồn thiêng sông núi của dông nòi, hy vọng đoạn viết của Nguyễn Trãi sẽ thành sự thực. Quốc gia có lúc thịnh, lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có cả. Tiết mục thứ gì danh dự? Chúng tôi xin phép được trích đọc bài nhận định của tướng thiết giáp Trần Quang Khôi và hai chữ danh dự như sau. Chúng đã chọn, chúng đây là Việt Cộng, và định đưa một số chúng tôi ra tòa án chiến tranh của chúng để xét xử như tội phạm chiến tranh nếu không có áp lực mạnh mẽ của hoa kỳ và cộng đồng thế giới tự do cũng như của dư luận quốc tế lúc bấy giờ tôi không hề ân hận việc làm việc mình đã làm không hề hối tiếc hay than van về những hậu quả mà mình phải gánh chịu sau khi bị bắt nếu phải làm lại từ đầu thì tôi cũng vẫn làm như thế tôi biết rằng làm như thế là tôi mất tất cả mất tất cả nhưng trừ danh dự thứ nhì đại tá hùng già nhảy dù nói về đại tá hùng già có lẽ không ai trong binh chủng này mà không nghe danh của ông đặc biệt sau năm 1975. Xin được tường thuật lại câu chuyện của vị đại tá này như sau. Sau một tai nạn bị hư mắt khi Việt Cộng cưỡng chiếm Sài Gòn, ông không bị đưa đi tù. Nhưng trước cửa nhà ông luôn luôn có hai tên bộ đội lẩn mẩn chung quanh. Một hôm, người con trai duy nhất của ông bị mẹ dày, cháu chạy ra khỏi nhà. Hai tên bộ đội thấy vậy bắt cháu. Sau nhiều lần gặp gỡ, chúng cố tình hạ dục ông Hùng già bằng cách bắt ông phải xin lỗi. Chúng và hứa sẽ giáo dục con mình. Nhưng lần nào cũng vậy, ông Hùng già đều trả lời Các ông là người thắng cuộc, các ông muốn làm gì thì làm, đó là quyền của các ông Hùng già này không quen xin lỗi ai cả Và ngay sau khi chúng đã lập pháp trường để xử tử con trai của mình Trước khi bắn, tỏ ra vẻ nhân đạo, chúng cho ông Hùng một cơ hội chót Nhưng ông vẫn nói như trên và kết quả, ông ôm sắc con và nói Phi con can đảm hơn bố nhiều lắm sau khi đi tù về, ghé thăm ông, ông cho biết danh dự của một sĩ quan dù không thể bị hy sinh Chẳng thà con chết nhưng giữ vững được danh dự cho dù cho quân đội. Thứ ba, trách nhiệm là hai chữ sau cùng trong sáu chữ. Trách nhiệm với tổ quốc, trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm với đồng đội. Sau đây chúng tôi xin kể lại để thưa cùng quý vị và quý chiến hữu như sau. Trường hợp thứ nhất, Đại úy Mai Văn Tấn. Xuất thân khoa 21 trường võ bị quốc gia Việt Nam, bị thương nặng nhẹ 6 lần, không muốn giã từ vũ khí, xin tiếp tục ở lại binh chủng. Chức vụ sau cùng là trưởng ban ba lữ đoàn. Cuối thập niên 70, trong chạy tù của Việt Cộng tại miền Bắc, khi thấy một tên quản giáo đánh một người tù vì không đạt chỉ tiêu chứ của Việt Cộng, do chúng tự đề ra, đứng trong hàng, người tù Mai Văn Tấn la lớn, không được đánh tù, không được đánh tù. Tên quản giáo ngưng đánh và nói, thằng nào nói, ngon bước ra đây, tao bắn bỏ. Không một chút ngại ngùng, đại úy thủy quân lục chiến Mai Văn Tấn từ từ bước ra khỏi hàng, cởi phanh ngực áo, tao nè, mày có ngon, bắn tao đi. Tên quản giáo lên đạn, nghĩ sao, nó bỏ đi, vẫn Mai Văn Tấn, vào một buổi trưa chủ nhật, một tên cán bộ công an phát hiện một sĩ quan miền Nam sang thăm bạn ở chỗ khác và nó đã đánh vị sĩ quan này. Anh em la lớn, không được đánh tù, không được đánh tù. Tên công an này ngưng đánh và anh em rủ tay nhau. Ngày mai không đi lao động, bắt chạy phải giải quyết trường hợp đánh tù. Sáng thứ hai như thường lệ, tên quán bộ, tên cán bộ đọc tên các đội di sản xuất trại lao động, không một đội nào đứng dậy cả. Biết có biến, tên trại trưởng vào và nói các anh cứ đi lao động, chuyện cán bộ trại vi phạm kỷ luật chúng tôi sẽ giải quyết sau tên trực trại đọc kêu các đội đi làm một đội trưởng nghe gọi tên kêu đội đứng lên từ trong hàng đại úy mai văn tấn la lớn ngồi xuống không đi làm trước tiếng la hét của đại úy mai văn tấn đội này ngồi xuống và trưởng trại tù đã ra lệnh cho tất cả các tù về phòng mà khóa cửa lại kết quả này đại úy mai văn tấn bị truyền trại và bị kiên giam trong đợt kiên giam này có đủ những người kiệt sức và chết bọn chúng thả đại úy tấn ra và kết quả trách nhiệm với đồng đội cọp biển Mai Văn Tấn đã bị hư một con mắt và phải bò lết về phòng mất một thời gian khá lâu mới đi lại được bình thường trường hợp thứ nhì hạ sĩ Hoàng Đức Long trong chương trình tri ân anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa với chủ đề bên nhau đi nốt cuộc đời do quý linh mục dòng chúa cứu thế tổ chức tại Sài Gòn năm 2018 do một thân hữu của binh chủng là cô Teresa Cúc Nguyễn có kể cho chúng tôi nghe về trường hợp của anh Long ngay khi nghe tin câu chuyện này, chúng tôi đã điện thoại về Việt Nam và nói chuyện với Long. Được biết, Long là hạ sĩ thuộc đại đội A viễn thám của sư đoàn thủy quân lục chiến. Anh bị bắt vào tháng 3 năm 1975 tại Đà Nẵng. Trong một lần tập họp bắt tù đi lao động, một tên bộ đội đánh tù, Long nhảy ra can thiệp. Kết quả, Long đã bị 3 4 tên bộ đội dùng đế súng AK giọng vào ngực và thanh quản. Kết quả cho bây giờ là Hạ Sĩ Long đã gặp rất nhiều trở ngại trong việc phát âm nhân dịp Tết kỳ hợi Chúng tôi ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi quý chiến hữu, cộng đồng người Việt tin nạn Cộng sản xin tiết tay với chúng tôi yểm trợ cho Hoàng Đức Long 645 ấp Nam Hà, xã Xuân Bào, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại là 0368 700 078 hoặc xin gọi về phone cho chúng tôi là 703 928 9326. Xin thành thật tri ân quý vị thưa quý vị là một đạo quân có trách nhiệm bảo quốc an dân chúng ta quyết tâm thi hành sáu chữ tổ quốc danh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ việt nam cộng hòa để tiếp tay với linh mục dòng chúa cứu thế trong việc yểm trợ anh em thương phế binh của chúng ta ủng hộ các nhà đấu tranh trong nước và sau cùng là tiếp tay trong việc trùng tu nghĩa trang quân đội viên hòa xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và hạnh phúc xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới xin đa tạ <laughs> Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC tv Ngọc Vi xin kính chào và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình.